Tài xế vì muốn kiếm thêm, dùng xe công ty đón khách nhưng lại trở phải phạm nhân vượt ngục. Câu chuyện xảy ra trên quốc lộ số 77, nơi đây hoang vắng và hẻo lánh, nhưng đó là con đường tắt đến sân bay. Tài xế vừa ăn vặt vừa nghe kinh kịch, đang đi trên con đường ấy, đằng trước có một chiếc xe đang gặp sự cố. Một cô gái xinh đẹp xuống xe, cô vẫy tay bảo tài xế dừng lại, cô gái cần đến sân bay gấp. Cô liền hỏi tài xế có thể cho mình đi nhờ đến đó được không. Ông ta nhìn chiếc xe ô tô kia thầm nghĩ còn lâu mới sửa xong, nơi đây lại hoang vắng thế này, nên mới cố tình hét giá. Nói luôn, 200 tệ, cô gái bực dọc lẩm bẩm, đúng là chỉ biết lợi dụng nhưng không còn sự lựa chọn nào khác nên cô đành lên xe. Vừa lên xe, gã tài xế đã lấy đồ ăn vặt của mình tiếp khách, cô gái nói ngay, không cần, và bắt đầu hạ kính quan sát ông lái xe. Vừa nhìn đã biết, ông ta không phải chủ xe, quả nhiên, ông ta chỉ là tài xế, chiếc xe này là của công ty. Hôm nay, ông ta phải đến sân bay đón lãnh đạo, ông sợ mình bị phát hiện kiếm thêm, nên còn nói tí nữa sẽ để cô xuống ở gần sân bay. Kế hoạch hoàn hảo của ông ta, đúng là cao thủ, không cần biết có tiện đường hay không. Đến xăng xe cũng do công ty trả, không phải cao thủ nữa mà là đại cao thủ. Nhưng gã tài xế lại phản bác một cách đầy đạo lý. Ông ta nói ngày nào lãnh đạo cũng ăn ngon, nhưng hàng tháng chỉ trả lương cho mình hơn 1.000 tệ, không kiếm thêm thì sống sao nổi. Cô gái cũng không còn cách nào khác, xe thì cũng lên rồi, chẳng lẽ nửa đường rồi còn xuống xe. Cô lấy luôn đồ ăn vặt trên xe. Trên đường đi, hai người nhìn thấy một hòa thượng đang đi bộ. Rất ít người biết đường này, nhất định là nhà sư cũng đến sân bay. Chỗ này cách sân bay còn hơn mười mấy cây nữa. Cô gái bảo gã tài xế đưa cả nhà sư đi nữa, ông ta không đồng ý. Ông ta có phải xe ghép đâu, có phải ai cũng chở đâu. Cô gái muốn tích chút công đức, đồng ý trả cả tiền xe cho nhà sư. Vừa nghe thấy mùi tiền, gã tài xế lập tức lùi xe, đón nhà sư lên xe. Sau khi vào xe, nhà sư luôn giữ im lặng, không nói tiếng nào, chỉ nói một câu A Di Đà Phật. Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, một người mặc quân phục cảnh sát từ bên kia đường lao ra, ngã xuống phía trước chiếc xe đó. Gã tài xế sợ mất mật, ông ta vội vã lôi anh ta lên xe, định đưa anh ta đến bệnh viện, nhưng anh ta nói mình chỉ ngã nhẹ, không cần đến bệnh viện, ông ta chỉ cần đưa anh ta đến gần sân bay là được. Cô gái thấy có cảnh sát ở đây, liền nhân cơ hội tố cáo gã tài xế kiếm tiền lậu. Ông ta bảo cô ngậm miệng, vốn dĩ không có chuyện đấy. Tuy đoạn đường quốc lộ này hẻo lánh, nhưng phong cảnh hai bên đường cũng không tồi. Cô gái giơ điện thoại lên bắt đầu tự sướng. Đúng lúc ấy, đài phát thanh truyền đến tin tức phía cảnh sát đang truy lùng một tên tội phạm vượt ngục. Hắn xuất thân từ binh chủng đặc biệt. Khi vượt ngục, hắn đã mã hóa thành công 6 tầng khóa. Hắn ta rất giỏi ngụy trang, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Hắn cao 1m75, mặc đồng phục cảnh sát và quần bò đen. Nếu có thể bắt được tên tội phạm ấy thì có thể nhận được giải thưởng 20 vạn tệ. Gã tài xế vừa nghe vừa nhìn về gã cảnh sát đằng sau xe, càng nghĩ càng thấy hoang mang. Tin tức đó vừa kết thúc thì chuyển sang chuyên mục dự báo thời tiết. Người cảnh sát sau xe cũng không cần diễn nữa, hắn cởi bỏ quân phục và rút súng ra. Hắn ta chính là tên tội phạm vượt ngục. Hắn bắt tài xế tắt đài, sau đó thu điện thoại của tất cả mọi người. Nhìn thấy chiếc túi mà nhà sư đang cầm, tên tội phạm giật lấy, bên trong là một túi tiền. Hắn lấy một nửa, nói mình chỉ mượn tạm, sau này có tiền hắn sẽ đến chùa để trả. Nhà sư không lên tiếng, chỉ nhắm mắt niệm một câu A Di Đà Phật. Tên phạm nhân buộc tài xế tiếp tục lái xe, đi hết đoạn đường này thì hắn cũng sẽ xuống xe. Bây giờ hắn chỉ cần mọi người hợp tác cùng mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm hại ai cả. Để bảo toàn tính mạng, không ai dám lên tiếng. Tên phạm nhân lấy nước và đồ vặt trong xe ăn ngấu nghiến. Hắn đã trốn chạy 8 ngày, ngày nào cũng vật vã, không được ăn ở tử tế, đã sớm đói đến nôn nao. Người ta thường nói ăn no rừng mỡ, sau khi ăn uống no say, hắn nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đằng trước, hóa ra cô gái cũng là gái làng chơi. Hai người ở sau xe giao dịch mối làm ăn. Nhà sư vẫn im lặng, gã tài xế không dám nhìn thẳng. Ông ta còn tưởng cô gái xinh đẹp như vậy là một diễn viên cơ, không ngờ lại làm cái nghề ấy. Cô gái vừa đếm 500 tệ vừa kiếm được, vừa đưa cho tài xế một tấm cắc. Cô ấy nói nếu có nhu cầu thì cứ liên hệ. Sau đó, rõ ràng tên phạm nhân đã thả lỏng rất nhiều. Cô ấy muốn lấy lại điện thoại, cô sợ bạn mình đã đến sân bay không liên lạc được với mình. Trong lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của lãnh đạo tài xế. Tên tội phạm bảo ông ta mở loa ngoài, nghĩ cho kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lãnh đạo đã xuống máy bay, ông trách mắng tài xế không đón mình đúng giờ. Ông ta xin lỗi rối rít và nói mình bị tắc đường, sắp đến nơi rồi. Tên phạm nhân bảo ông dừng xe, rút chìa khóa xe, hắn ta muốn giải quyết bên đường. Nhân lúc hắn xuống xe, cô gái bảo với tài xế cùng nhau đưa hắn đến đồn cảnh sát, đến lúc đó hai người chia đôi phần thưởng. Cô ấy có thể cầm số tiền ấy về quê làm một công việc chân chính, nhưng gã tài xế không có cái gan ấy. Ông ta bảo bây giờ tính mạng là quan trọng nhất, đằng trước có một trạm kiểm soát. Tên tội phạm uy hiếp mọi người, cả xe tỏ vẻ không có chuyện gì đi qua trạm kiểm soát, nhưng vì quá lo lắng, gã tài xế đột nhiên lên cơn hen suyễn. Mọi người vội vã tìm thuốc để ông ta ngồi ghế sau, còn tên tội phạm thay ông lái xe. Cô gái xinh đẹp nói chuyện phiếm với hắn ta, nói khẩu ngữ của anh giống người vùng Đông Bắc, cô cũng là người ở vùng đó. Cô hỏi hắn tại sao lại muốn vượt ngục. Hắn ta vốn im lặng nhưng đột nhiên trở nên tức giận, nói về quá khứ của mình, con hắn bệnh nặng, vợ thì đi theo tình nhân, ở nhà còn có mẹ già, để có tiền chữa bệnh cho con.
nên hắn mới bước vào ngõ cụt. Không lâu sau đó, họ đã đến nơi gần sân bay. Tên tội phạm đưa 200 tệ tiền phí và chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên cảnh sát xuất hiện, họ yêu cầu mọi người xuống xe. Hắn giả vờ đi xuống, nhưng lại đập cửa đẩy ngã cảnh sát và lao nhanh về phía trước. Thấy chiếc xe bị hành hạ đến nước này, gã tài xế vô cùng xót xa. Ông ta ngồi sau xe vội vã nói, chậm thôi, sau khi chiếc xe đến một tuyến đường quốc lộ khác, tên tội phạm dừng xe lại. Lúc này, hắn mới biết trên cửa xe có tín hiệu cấp cứu viết bằng son 110. Hóa ra, khi đi qua trạm kiểm soát đầu tiên, cô gái giả vờ trang điểm, nhưng thực ra là dùng son để viết tín hiệu cầu cứu. Nhân viên kiểm soát đã nhìn thấy tín hiệu đó và thông báo với cấp trên, nên họ mới bị chặn lại. Hắn ta tức giận cầm súng, lôi cô gái ra bãi cỏ. Một lúc sau, tiếng súng vang lên, tên tội phạm đã chết. Phía cảnh sát trả lại tiền cho nhà sư. Nhà sư đưa 200 tệ tiền phí cho tài xế. Ông ta định không nhận, muốn miễn phí đưa nhà sư đoạn đường này, nhưng nhà sư lại bước đi không hề ngoảnh đầu lại. Cô gái im lặng ngồi trên xe. Cảnh sát nói cô đã lập được công lớn, có thể lấy được 20 vạn tệ giải thưởng. Đang nghĩ xem nên tiêu thế nào à, cô ấy không trả lời. Trong đầu cô chỉ xuất hiện cảnh tượng vừa mới xảy ra. Hóa ra tên tội phạm biết mình không thoát được, hắn không làm hại cô mà quỳ xuống đưa súng cho cô ấy. Hắn bảo cô bắn chết mình, như thế thì cô có thể lấy 20 vạn tệ. Hắn cầu xin cô chia một nửa cho con mình chữa bệnh. Cô ấy không dám xuống tay. Cuối cùng hắn nắm lấy tay cô bóp cò. Cảnh tượng ấy đã kết thúc bộ phim. Những người trên xe đều có hai mặt tính cách. Gã tài xế tuy tham tiền nhưng nhút nhát, cô gái tuy ham mê vật chất nhưng bản tính lương thiện. Tên tội phạm hung bạo nhưng có tình có nghĩa. Nhà sư cầm một túi tiền không nói lời nào, giống như đã biết được kết quả sau cùng, lặng lẽ xuất hiện và cũng lặng lẽ rời đi. Mỗi nhân vật phản ánh tính cá con người trong cuộc sống, vừa tham lam nhưng cũng vừa lương thiện. Cái kết của bộ phim cũng được xem như viên mãn, bởi vì không ai đi theo hướng cực đoan. Người tài xế từ bỏ số tiền không đứng đắn, cô gái chia một nửa số tiền, tên tội phạm hy sinh bản thân vì con cái. Trên quốc lộ số 77, tất cả họ đều biết tự cứu rỗi bản thân mình. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp.